hôm nay con nguyện con thờ vua cha mẫu mẹ kịp giờ kỳ ba. Mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm nay trao dồi. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm trưa, ăn năn sám hối tội xưa tiêu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, vua cha mẫu mẹ thâm thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn. Trần miền như tế trăng y lô, cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được cái tà quy cánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê, ăn năn nghi sáng mà hối được về lạc ban. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm y sáng ma hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng nhiều. Mai nhờ con ngẫu cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thăng cầu quyền. Là
làm người không biết tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to. Hãy subscribe.
tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dầm dấp giữ gìn phong môn. Ta dùng dứt bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cùng đừng yểm cũ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thương còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện Như Lai, Nam Mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin ý tam bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phan độ, người cần thế hùng quang thành tiền. Ai mà ăn
cớ lòng bờ mê, xem thường tội phước ở nào khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi, giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy, cầu xin chư Phật quả thắm ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu, rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bát nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm giềng cô bác kháng bòn phước đi, đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính sửa đi kịp giờ, sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành bây giờ tập xong mi mũi dưa, trao dồi đạo đức để chừa tấm nghị tham, rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm cứa kinh kệ luận đàm thiên nhân, khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng ích chi, lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu.
đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nổi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa còn say đắm đam mê vật chất càng lúc sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử sanh sanh ý tử thật là chỉ bằng kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tâm như không còn nhờ đức từ bi vô thường vì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông trời trở gió đông cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương chưa tâm thì ương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe phải chi ai cũng kiên dè sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh y độ an nhàn thánh thơi tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân tu là báo bổ tư ân hoa hồng ấp lành sống thân tại tiền thuốc thang bồi bổ không sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời
chẳng may cha mẹ qua đời. Phận làm em út nghe lời trưởng huynh, làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng, đầm mì bọc giữ gìn tâm
làm sao tránh đi khỏi thiên đình quở ban. Bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật con đường chánh đi đạo đề mà tu tăng tu là biết trong thánh lý thần bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn tu mà phước khi đức không ở bọn là ư bước cơ bằng nắng tay mặc ai đùa trí phô tài thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh đường ngay nẻo tăng nắng trần thông dòng rào sau này như thế hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta nam mô sao chờ di đà thường đời tất thi đức tu thân ơi bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày làm người biết niệm từ bi thân tâm bi khẩu tu thì phải sống thanh ni bần cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này hạ quân sắp mà tới hết đây không tu không sửa hội này hết trơn tu gặp người biến nhẹ chẳng sợ lòng ta mong sao thoát cầm ta bà dễ miền mà cất lạc Phật đà tại mà tranh lời
lục dục phá nhào vô minh. Mình y tâm kiên tâm y dữ dằn à, an lòng mà tu niệm ấy, thất tình phải hà sang. Bờ mê bên giác lần qua, gặp chữ Bồ Tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua, Di Lạc Tôn Vương Phật, xin trời đất chứng y minh. Lòng hiếu trẻ tâu qua, trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điểm phụ tình thương, để cảm ứng y chứng y minh tâm thành của trẻ lỗi lầm. Tam bào Nam Mô Bổn Sư
Phật.